Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Hà Nội TV. Không biết từ khi nào âm nhạc đã trở thành món ăn tinh thần vô cùng quan trọng trong cuộc sống và dần dần những thiết bị âm thanh ra đời để phục vụ cho nhu cầu giải trí đó. Nếu trước đây những người đam mê âm nhạc chỉ lựa chọn những mẫu loa cột, upsell truyền thống, nhưng ngày nay các hãng sản xuất đã thiết kế và chế tạo nên những loại loa mới, chẳng hạn như loa âm trần, âm tường, được rất nhiều người dùng lựa chọn bởi nó được xem là giải pháp hoàn hảo cho những căn phòng hạn chế về diện tích và đem đến những trải nghiệm âm thanh đa chiều, ấn tượng. Trong số phát sóng lần này, Audio Hà Nội TV xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa âm trần chất lượng cao nhưng có mức giá phải chăng của thương hiệu Ellipson đến từ Pháp, đó là loa Ellipson IC6ST. Xin chào quý vị và các bạn, nếu như trước đây người dùng không có nhiều lựa chọn loa âm trần, ngoài những thương hiệu cũ như Zamo hay JBL, thì nay có một thương hiệu mới đó là Ellipson đến từ Pháp. Nằm trong dòng loa âm tường IC Insulating thuộc bộ sưu tập Architect In của thương hiệu Ellipson, mẫu loa âm trần Ellipson IC6ST là một sản phẩm sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho người sử dụng. Với hơn 80 năm phát triển, hãng Ellipson đã vận dụng những kinh nghiệm, sự am hiểu về audio và vật liệu tiên tiến để tạo nên những mẫu loa âm trần Ellipson IC6ST chất lượng cao. Chiếc loa âm trần Ellipson IC6ST không chỉ được biết đến với ngoại hình gọn gàng mà còn có chất lượng âm thanh vượt trội, đồng thời có thể tương thích với hầu hết các bộ khuếch đại hi-fi hoặc những chiếc receiver của các hệ thống home theater trên thị trường. Chiếc loa Ellipson IC6ST còn mang thiết kế quen thuộc của loa âm trần, đó là hình tròn và khá nhỏ gọn, khối lượng chỉ khoảng 1,7kg. Loa Ellipson IC6ST mang kích thước và khối lượng nhỏ gọn, giúp người dùng dễ dàng lắp đặt trên trần nhà, tạo thành hệ thống âm thanh vòm sống động. Mẫu loa âm trần này trở nên bắt mắt hơn nhờ tấm e căng màu trắng được gắn ở mặt trước của loa, rất dễ dàng hòa với nét thẩm mỹ của căn phòng nơi chúng được lắp đặt. Ngoài ra, tấm e căng này còn cho phép người dùng có thể sơn màu hoặc vẽ trang trí tùy ý để có thể hòa quyện ăn ý nhất với thiết kế nội thất không gian. Loa âm trần Ellipson IC6ST là loa hai đường tiếng, sở hữu hai củ loa tweeter và một củ loa woofer. Cùng với đó là đầy đủ những ưu điểm của dòng loa âm trần IC Insulating chất lượng cao được nhập khẩu chính hãng tại Pháp. Loa Ellipson IC6ST có chất âm thật sự đáng khen ngợi, với khả năng tái tạo chuẩn xác các dải âm thanh mà không phải model nào trong cùng tầm giá cũng có thể làm được. Trong thiết kế kỹ thuật của loa âm trần Ellipson IC6ST, nhà sản xuất sử dụng hai củ loa tweeter đường kính 19mm và màng loa được làm từ đôm lụa mềm. Nhờ chất liệu màng loa này mà những tín hiệu tần số cao được tái hiện chính xác, có độ mượt, êm, không bị nén tín hiệu và không thiếu đi sự tự nhiên. Đặc biệt, củ loa tweeter này được thiết kế khá linh động, có thể xoay theo góc 35-40 độ để tỏa âm theo hướng người nghe muốn. Tiếp đến là củ loa woofer hình nón đường kính 164,1mm, màng loa được làm từ sợi cellulose, có viền cao su bao xung quanh, giúp tái tạo được những âm bass có chiều sâu, độ động ấn tượng và khá mạnh mẽ. Củ loa woofer này giúp Ellipson tái tạo được âm bass xuống tới mức 65Hz, tuy đây không phải là mức âm bass sâu nhưng có lẽ vừa đủ, bởi nếu chỉ để dùng làm loa phát thanh, âm bass sâu hơn là điều không cần thiết, còn nếu ở hệ thống âm thanh vòm, nhiệm vụ tái hiện âm bass sẽ do loa subwoofer đảm nhận. Loa Ellipson IC6ST có khả năng đáp ứng được dải tần số khá rộng từ 65Hz đến 20kHz cùng với độ nhạy 83dB, trở kháng 4 ohm, cho phép loa có thể phối ghép được với những âm ly có công suất tối đa 100W. Khả năng đáp tuyến tần số tương đối rộng, mẫu loa âm trần này là giải pháp loa vòm lý tưởng cho hệ thống lắp đặt âm thanh gia đình. Ngoài ra, các cầu đầu loa được mạ vàng tỉ mỉ, đảm bảo kết nối hiệu quả, chính xác và hạn chế thất thoát năng lượng. Thương hiệu Ellipson đã rất biết cách làm hài lòng người dùng khi thiết kế và sử dụng chất liệu riêng để thiết kế loa của riêng mình, đem lại một chất âm khá tuyệt vời, rõ nét và chi tiết. Chính vì vậy, loa âm trần Ellipson IC6ST là lựa chọn tối ưu cho các audiophile khi muốn setup một hệ thống âm thanh vòm sống động hoặc sử dụng để đánh riêng không đi cùng với loa khác, thì mẫu loa âm trần này rất thích hợp cho những căn phòng hạn chế về diện tích. Thưa quý vị và các bạn, nếu trước đây quý vị chỉ có thể sử dụng mẫu loa âm trần cho mục đích làm loa phát thanh, thông báo, thì nay với dòng sản phẩm IC Insulating của thương hiệu Ellipson đến từ Pháp, quý vị có thể thiết lập những hệ thống nghe nhạc hoặc xem phim bằng những mẫu loa âm trần, chẳng hạn như Ellipson IC6ST, chắc chắn sẽ không thất vọng với chất âm đủ sống động, tự nhiên và không kém phần tinh tế mà mẫu loa âm trần này trình diễn được.
Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.